Trở lại với kênh của Điệp, xin gửi lời thân thương chào đến cô dì chú bác anh chị nha. Điệp cũng xin gửi lời chào các anh em đồng nghiệp và fan của Điệp nha. Điệp cũng thành thật cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã bỏ thời chút thời gian quý báu để xem clip và ủng hộ kênh của Điệp nha. Điệp thành thật cảm ơn cả nhà rất nhiều lắm. Điệp chúc cho cả nhà mình mỗi ngày mỗi có niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Hôm nay Điệp lấy một quay lại một cây bằng có 3 tổ ong nha anh em. Nhưng mà nói về đây thêm một tổ nữa là bốn tổ ong, mà bốn tổ ong đóng gần kế bên. Cái tổ này nó đóng cái cây tràm này nè, cây tràm keo gì nè, đó nằm nửa màn hình đó, anh em thấy không? Mà tổ này Điệp không có lấy, Điệp dưỡng đi lại, Điệp chỉ review, Điệp quay cho anh em xem thôi. Đó. Nó đóng nửa màn hình nó anh em cục đen đen á. Thì Điệp qua Điệp lấy cái cây bằng. Cái bằng này nó có 3 tổ ong mà ngày trước để của Điệp lấy đó, cách đây là cũng được 22 ngày rồi. Điệp qua coi lại cái video được 22 ngày rồi. Nhưng mà có cái là Điệp thấy chưa có mặt khung á, mà nhưng mà Điệp phải lấy nha cả nhà. Tại vì hổm gài ở quê Điệp á 2-3 ngày nay trời mưa quá à. Nên mặt á, nên chủ nhà á, sợ là ong á nó hút mặt đi lại hết. Cái đó là ai cũng vậy chứ anh em ơi. Ví dụ như tổ ở nhà mình á mà thấy mưa hoài cũng lấy đại đi. Chứ không lấy mình dưỡng nữa, nó cũng nhiều khi mưa hoài đó nó hút mặt. Mà trên trển có con tổ ong nhỏ, nay Điệp mới vừa Điệp bắt cái này nè anh em. Điệp mới trên đó có ong bằng nữa đó nghe. Điệp mới vừa bắt cái thang nè, bay xuống quất. Hai bác cháu chạy rồi thì Điệp lên nha anh em. Điệp đốt ở dưới này luôn quá, chứ Điệp không dám lên tới dãnh đốt nữa đâu. Chủ quan quá giống hệt như bữa hổm á, Điệp ám ảnh cây cốc một lần rồi, cây cốc một lần rồi đầu tới bữa hổm ra cái cây sắn nữa, sợ đi luôn đó anh em. Không phải dân chơi à, Điệp thấy có ông bằng nó bay chớp. Ông bằng nhiều lắm. Điệp tính là thường là Điệp đất dụ đốt dưới này đi lên trển thì nó ăn rất là an toàn rồi. Nhưng mà Điệp sợ là lên trển khói nó lên, ong nó bay ra. Điệp không có review được tổ ong để cho anh em xem. Nên Điệp bắt buộc phải bò lên tới trên này Điệp mới đốt. Nên nhiều khi tổ ong nó hung quá. Thì vừa bò lên tới đây thì nó xuống thì Điệp trở tay nó không kịp. Coi giờ Điệp đốt đây luôn đi nha anh em. Đây quay. Nè, Điệp thấy có ông bằng ở đâu đây nè. Đó đây nè. Đó cả nhà thấy không? Cổ ông bằng. Để Điệp ok, nè, cái ổ ông bằng ở đây nè anh em ơi. Dạ, Điệp đi lúc nào cũng tới đây cũng bị ông bằng chứ. Đóng thế nữa. Ông gừng thì không sợ, được sợ ông bằng lắm. Thốn người lắm. Nóng. Đó, coi tổ ong nhỏ tiêu chân lên nó giỡn Điệp kìa. Điệp lên nó mặt trời nó hơi chá anh em. Nó cũng hơi mờ nha. Đó. Có tổ lớn ở trên đó. À, ở đây một tổ nè, một tổ nè, bên đây tổ giận ghê không, hai tổ, những tổ trên kia nữa, ba tổ ong. Điệp quay cái cho anh em xem nha. Đây là một tổ nè, đây tổ nè, hai tổ nè, coi tổ này nó giận nè anh em, coi nè, quay phim nó mắc cỡ giận nè. Những tổ ở trên đó nữa, ba tổ ong nè. Để Điệp cho ghe dưới sông á, người ta chạy đi ngang một cái đi. Rồi Điệp mấy có ấy nha anh em. Đó, tại có khi có ghe ở dưới sông á. Cho người ta chạy cho cô chú bác chạy qua một cái đi, Điệp mấy có ấy. Ba tổ không? Rồi, giờ Điệp lên. Điệp lên tới đây á, mấy ong nó thơm mùi mặt. Hết biết thơm mùi mặt ong à.
hồi Điệp coi coi tổ nào để được thì để, còn tổ nào mà để không được là Điệp bỏ nha anh em. Có hình như tổ này nó bị sâu nở ha, hết trơn rồi, là cái tổ này là Điệp bỏ nè. Nè, cái tổ này nè, có mặt nè. À, cái tổ này hồi là Điệp bỏ để cho mai mốt cho nó tổ lớn cho nó về. Có tổ ngoài nó có mặt kìa. Với tổ trên này nè. Điệp bắt ở trên này, Điệp bắt dài xuống. Chú ơi, qua khỏi này đi chú ơi. Rồi lên. Coi tổ này có mặt không. Khui hạ. Tổ này mặt nhiều nè. Quả trời tổ này. Tổ lớn này mặt dữ lắm. Ây dạ. Quá trời tổ này anh em ơi. Tổ này bỏ hổm đặng để nó cắt nè, kêu dọc xéo nè. Hết biết mặt rồi. Tổ lớn này đâu mặt hết biết luôn rồi. Điệp quen cái anh em xem nha. Máng cây gọn cái. Điệp đu đeo á, nó cũng hơi khó nha. Đây. Điệp gì điêu nhạn cái cho anh em xem nha. Nó cũng hơi khó một chút xíu nha anh em. Ui dạ, ồ con ông. Anh em thấy không? Ồ, khói tắp vô rồi. Đầu mặt bạnh kia vậy. To mà nó nhậu hết biết à anh ơi. Rồi, Điệp thao tác, Điệp lấy mặt nha. Nhìn nó bay cái giò của Điệp. Quá im. Điệp kiếm đường vị trí, Điệp lấy anh em ơi. Đứng cái vị trí nào Điệp lấy ra. Quá trời, mặt không này. Còn sáng ánh này nè. Quá trời đã luôn. Này Điệp chỉnh nè, bị sâu. Quá dìm. Hết biết rồi, phải không? Đã thiệt. Rồi, chăm vô được một chút. Điệp tìm một cách Điệp lấy nha nè. Con này bị sâu. Con này cũng không có pháo hoa. Lỡ hết rồi. Im đây nè. Con nào còn thì nó nở. Quá gì. Cọt này nó cũng hơi nhỏ quá. Thank you.
Bự quá, được cắt làm đôi. Im mà anh em nè, hết biết không? Ui mặt nè, bả trắng ánh vàng tươi, ông hai lít mấy, hơi khói nha anh, ừ. Nước đã sợ rồi, hai lít mấy, còn đây cục nữa nè, được cắt luôn anh em ơi. Cạo kèo sạch sạch một tí xíu. Diện tích nó cũng hơi khó anh em. Cục này 3 lít trời, hết biết luôn rồi. Quá im anh em ơi, cái này à, cục ong này. Cho mấy con ong này ra cái. Hết biết rồi. Bây giờ nó quấn trăng đẹp con đùi trăng mũi. Cái phê ta. Con da dính kim luôn rồi. Rồi quá im. Hết biết rồi, mặt đã không anh em. Mà mặt đỏ ché quá gì cục ong để vô bọc nữa quá gì hai mấy ngày một lần ba khoảng 2,5 lít đổ lên anh em, hai mấy ngày lấy tiếp anh em ơi, chỉnh cái bảng cái rồi lấy tiếp máy nữa. Chỉnh cái nhọn cái dịch máng vô đây vô đó rồi. Xử lý cái tổ bên đây trước đi. Chỗ này có mặt tại vì điệp thấy nó u quá.
Đó, có mặt. Đó, im. Hai ba kèo mặt luôn. Rồi, để cái cục trong luôn. Im. Đừng có gãy cây nha. Gãy cây không biết ai gặp không ạ. Nè nè. Giờ đẹp lấy mặt nha. Cái này bị sâu rồi. Quá uổng. Quá uổng, bị sâu. Khuynh. Khuynh bụng với nó ta. Tao này bị không gì đi nghe nè. Có mặt rồi. Máng đây đi cho nó ăn lại. Máng ở trên này đi. Có gì mà anh em ơi. Nó rớt một miếng manh ngáy rồi. Cắt nó hồi phạm á. Lít ta ta. Lít ta. Anh em, lít ta. Sao không già tươi rồi, đã lắm. Quá im. Hai tổ. Quá gì mặt anh em. Miếng nhọn bỏ đi. Còn ở đây cục này. Cục này được để lại cho nó ăn luôn. Mà ăn này. Thứ nhất được để cho nó ăn. Cái thứ hai á, là được cho nó tụ mặt lại luôn. Được chỉnh ba cái nè, cục ăn. Rồi. Cái tổ ở bên kia. Hai tổ rồi. Tổ này nè anh em ơi. Tổ này chắc điệp gọc quá. Điệp gọc cho nó đi á. Điệp thấy nó cũng nở hết rồi. Cả nhà ơi, thì Điệp cũng mới xuống nè. Cái máy camera của Điệp nó bị hết chân pin đi luôn rồi. Nãy giờ Điệp thay 2-3 cục pin luôn. Mà nó bị chai pin hay gì nó hết đi lên luôn đi luôn rồi. Thành quả này nói chung là cũng được tầm giá vài lít mặt anh em. Có cái cục bự này nè, cái cục bự đó thì nó cũng tầm giá chừng 2 lít mấy à. Cục kia là cái lít nữa. Nói chung là dồn hết này cũng được 3 lít ngoài mặt ông, khoảng 3 lít rưỡi khỏe nha anh em. Tại vì Điệp quay bằng cái điện thoại nè, nên Điệp không có cầm cái cục mật ong nhóng đi lên được, sợ buông ra cái tay nó rung á. Bây giờ Điệp cũng xin gửi lời chị ăn chúc đến cô dì chú bác anh chị á, con buổi tối á, xin Điệp Điệp luôn dễ hạnh phúc yêu thương nha. Quá nặng rồi. Quá nặng rồi. Dạ. Chiến này nó ngon đi hơn, còn cái chiến mà hàng đệ của con lấy chưa được nữa lên lết mặt nữa.
nó khô khan. Dạ, hồi lúc chiến đầu á bác. À, giờ Điệp cũng xin gửi lời chị ăn chúc đến cô dì chú bác anh chị á, trên mọi miền đất nước á, con buổi tối xem clip Điệp nuôi vẻ hạnh phúc yêu thương nha. Giờ Điệp up video cả nhà ơi, chứ Điệp đang quay bằng cái điện thoại. Giờ Điệp bye 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 cả nhà nha. Điệp giở tay ra thôi rung, Điệp bye bye cả nhà. Rồi, giờ Điệp up máy nha. Tại vì nè Điệp quay Điệp không có cầm được, mong cả nhà anh em thông cảm nha. Rồi Điệp bye bye, chúc cả nhà mình mỗi ngày mọi người có niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống nha.